Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay máy móc Minh Chí xin giới thiệu với tất cả anh em sản phẩm kích nâng xe máy và ô tô trọng lượng là 2 tấn. Thì đây là chi tiết của sản phẩm. Sản phẩm được đựng trong hộp khá là đẹp, rất là chắc chắn. Cá nhân tôi thì tôi cầm vào thép thì tôi cảm thấy nó rất là chắc chắn. So với những cái dòng ngoài thị trường thì đây là một sản phẩm khá là hợp lý cho những anh em nào chúng ta cần mua. Thì cái kích nâng này ngoài tính chính năng là nâng xe máy có thể nâng cả ô tô nữa. Trọng tải là khoảng tầm 2 tấn. Sản phẩm này nhá, nếu mà anh em là thợ sửa chữa thì chắc chắn là không xa lạ gì rồi. Thành ra là tôi sẽ không giới thiệu sâu nữa. Bộ sản phẩm này máy móc Minh Chí đang phân phối với toàn quốc. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với cả tôi nhé. Máy móc Minh Chí.com 0915 498 666. Sản phẩm bảo hành một đổi một trong vòng 1 tháng, sửa chữa trong vòng 6 tháng và giao hàng tận nhà. Khi nào hàng đến nơi thì cho phép anh em xem hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, tránh tình trạng là mất lòng tin khi mua hàng online nhé. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau nhé.